Hello, xin chào mọi người. Thì trước mình mặt mình sẽ là con X1 Omni, phiên bản quốc tế của nhà Ecovac. Thì đối với phiên bản quốc tế thì mình sẽ chưa có sẵn module khử khuẩn AG+, nên hôm nay mình sẽ unbox và lắp đặt trước cho khách để khách về chỉ cần cắm điện và sử dụng thôi. Thì đối với những phiên bản mà con vô cùng cung cấp ấy, thì nó sẽ là hàng mới nguyên sinh 100%. Nên hôm nay mọi người sẽ cùng mình unbox siêu nha. Hello. Còn đây sẽ là nước long sàng và đây sẽ là module khử khuẩn AG+. Đây. À, đây là một tờ giấy sử dụng này. Đây là module khử khuẩn nhá. Đó. Và đây sẽ là ốc và tô vít để mình lắp đặt luôn cho khách. Cùng mình unbox nhá. Đây sẽ là đốc sạc của nó và mình sẽ lắp đặt vào đây. Gọn chút chỗ này cho mọi người xem. Đây nó sẽ có sẵn cái này và mình sẽ tháo cái này ra và lắp đặt module khử khuẩn bên mình. Đó, mọi người lắp ra thế này. Ok nha mọi người, thế là chúng mình đã xong rồi.